Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful.
Vâng, kính thưa quan viên Hai Thỏ, kính thưa tất cả quý vị quan khách ở xa có mặt trong một tiệc mừng lễ vô quy trong đài Sơn Bạc Trẻ của chúng ta trưa hôm nay thưa quý vị. Và đến giờ phút này thì đồng hồ ban tổ chức chúng tôi cùng điểm đến giờ lành và một tiệc mừng lễ vô quy cho đồng bạn trẻ ở Hà Nội quân xá Sánh Xuyên cùng engineer của chúng ta trưa hôm nay cùng sẽ được phép bắt đầu ngay sau đây ạ. Và trước khi chương trình buổi lễ mừng vô quy cho đồng bạn trẻ của chúng ta được phép bắt đầu thì một lần nữa ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay lời cho những người làm chương trình, cũng như xin được thay lời cho gia đình Hai Hò và một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu chú rể, xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách gần xa chúng ta đang còn bên ngoài hôn trường thì ngay trong lúc này xin được trân trọng kính mời toàn thể chúng ta hãy cùng nhau nhanh chân tiến bước tay trong tay để cùng tiến vào trong hôn trường cùng một tiệc mừng lễ vô quy cho đồng bạn trẻ hồi hân nóc buồn giá Sánh Xuyên cùng engineer của chúng ta trưa hôm nay thưa quý vị. Và rồi chúng ta hãy cùng chọn cho mình những vị trí chúng ta cho là lý tưởng nhất. Để rồi chúng ta hãy cùng ngồi xích lại gần nhau, cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự, cùng nhau uống nước sôi trà và cùng nhau dâng lên những lời ca tiếng hát thật hay và đầy ý nghĩa để cùng chúc mừng trong năm hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời và kính mời ạ. Và ngày chúng lúc này thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay lời cho những người làm chương trình, xin được trân trọng kính mời các vị đại diện cho gia đình Hai Hò. Chúng ta hãy cùng trở về với bản tiệc Hai Hò thân thương để buổi tiệc mừng lễ vũ khí trọng đài cho các bạn trẻ của chúng ta trưa hôm nay cũng sẽ được phép bắt đầu ngay sau đây. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các vị đại diện cho gia đình họ nhà trai và các vị đại diện cho gia đình họ nhà gái. Chúng ta hãy cùng trở về với bàn tiệc Hai Hò thân thương để quý tịch mình lời phục huy cho đồng bạn trẻ của chúng ta chưa hôm nay cũng sẽ được phép bắt đầu ngay sau đây. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời ạ. Luôn không kể đến khoảng cách tuổi tác địa vị hay tôn giáo, nhưng câu thơ đã viết lại rằng yêu nhau chẳng kể sát gần, tình ta là quyết vượt ngàn trùng khơi, yêu nhau chẳng kể tuổi đời, yêu nhau trọn kiếp trọn đời thủy chung, yêu nhau vượt núi trùng trùng sâu sâu biển lớn, ta cùng kề vai cùng nhau xây đắp tương lai, tổ ấm hạnh phúc trải dài tháng năm và
thưa quý vị, phải nói rằng tình yêu cũng chính là một chủ đề nóng bỏng mà các chàng trai cô gái trẻ luôn đặt ra một câu hỏi rằng tình yêu là gì, và cũng có câu trả lời thật là hay rằng tình yêu là phép nhiệm màu giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng, chút tình là chút hư không để ai dính phải từ từ tơ lòng. Có lẽ ông tơ bà nguyệt đã khéo sẽ đặt cái tóc để trong một nửa mảnh ghép trái tim của Izin đã tìm gặp được một nửa mảnh ghép trái tim của Hờ Hanok, để rồi từ đó hai tâm hồn của chúc được sự đồng cảm và hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Vâng, thưa quý vị, cũng nhờ những sợi chỉ hồng mà Izin và Hanok được bên nhau thành ngày, mà Izin say thì Hanok cũng say, bên ấy chưa vợ thì bên đây cũng chưa chồng, và cũng nhờ có sợi chỉ hồng sẽ cho đôi bạn phải lòng với nhau. Thưa quý vị, cũng nhờ có sợi chỉ hồng mà tình yêu của Izin Nia, con của ông Mahat Đạt và bà Mỹ Hạt Đạt, chú tại buôn Chữ Păm, xã Thang Cang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đã sánh duyên cùng tình yêu của Hờ Hát Nốc Bôn Giá, con của ông Ba Ách và bà Mỹ Ách, chú tại buôn Chữ Liên Bê, xã Thang Cang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu thì đôi bạn trẻ chúng ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Và ngày hôm nay cũng chính là một ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của gia đình hai họ, cùng với được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sở tại. Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý, lễ vũ quy cho đôi bạn trẻ Hờ Hát Nốc Bôn Giá sánh duyên cùng Izinia của chúng ta được gia đình họ nhà gái long trọng tổ chức trong một không khí thật là mát và tràn đầy hạnh phúc, với sự góp mặt đông đảo của toàn thể quan viên hài họ cũng như quý vị quan khách gần xa. Và thưa quý vị, đến giờ phút này thì không để toàn thể chúng ta phải đợi chờ lâu, xin mời toàn thể chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía cổng hoa chính hôn trường ngay lúc này để cùng chào đón đôi trai tài gái sắc của chúng ta ngay lúc này, thưa quý vị. Và ngay trong lúc này thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay lời cho những người làm chương trình xin được long trọng mến mời cô dâu và chú rể ngay lúc này. Chúng ta hãy cùng nhau tay trong tay để cùng tiếp cận sân khấu tình yêu của chúng ta để cùng hiện diện trước toàn thể quý vị quan khách gần xa có mặt trong buổi tình trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng mến mời chú rể Izinia và cô dâu Hờ Hát Nốc Bôn Giá hãy tay trong tay để cùng nhau tiếp cận sân khấu trở về với trung tâm sân khấu của chúng ta ngày lúc này. Vâng, và thưa quý vị, toàn thể chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay, xin chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay, quý vị ơi. Một tràng pháo tay nào quý vị. Vâng, ngày trong lúc này thì ban tổ chức chúng tôi đã nhìn thấy đôi trai tài gái sắc cặp đôi đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay, hạnh phúc nhất của chúng ta ngày hôm nay đang tay chúng ta để cùng tiếp cận sân khấu tình yêu của chúng ta trong khuôn mặt rạng ngời niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao. Thưa quý vị, đã rằng là nghĩa vợ chồng giàu cho yên núi càng sông chẳng rời, đá giàu nát vàng giàu phai, trăm năm duyên nợ chẳng phai lời nguyện. Vâng, xin mời cô dâu chú rể. Kính thưa quan viên hài họ, kính thưa toàn thể quý vị quan khách gần xa có mặt trong buổi tiệc mừng lễ vũ quy trọng đại cho đôi trai tài gái sắc của chúng ta trưa hôm nay, thưa quý vị. Và đến giờ phút này thì trên sân khấu tình yêu của chúng ta chính là sự hiện diện của cô dâu chú rể, cặp đôi rạng ngời niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng khoác chặt tay nhau ạ. Vâng, cùng nở nhiều nụ. Bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay, như người đời có câu: nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Asanan đầy thầy mong mất lại tuổi sau đây prong ipung mang ale prong pake mang kiau prong ni ito hipo mang mi mang ma. Vâng, với sự trân trọng ấy, xin được trân trọng kính giới thiệu và kính mời bên họ nhà gái thân thương của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị, xin được trân trọng kính mời ông bà Ama Ách, Abi Ách, chính là song thân phụ mẫu của cô dâu Hờ Hát Nốc Bôn Giá, cùng với vị đại diện cho gia đình họ nhà gái thân thương, xin được trân trọng kính mời bác Ailina cùng hãy tiếp cận sân khấu của chúng ta ngay lúc này. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các vị đại diện cho gia đình họ nhà gái và các vị đại diện cho gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông bà Ama Hát Đạt. Ami Hát Đạt chính là song thân phụ mẫu của chú rể Izinia, cùng với vị đại diện cho gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời chú Ai Mau cùng hãy tiếp cận sân khấu của chúng ta ngay lúc này. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời các vị đại diện cho gia đình hai họ ngay lúc này,
chúng ta hãy trở về trung tâm sân khấu ngay lúc này. Các vị đại diện cho gia đình họ nhà trai, chúng ta sẽ đứng bên cạnh chú rể. Còn các vị đại diện cho gia đình họ nhà gái, chúng ta sẽ đứng bên cạnh cô dâu ạ. Vâng, kính thưa quan viên hài hò, kính thưa tất cả quý vị quan khách gần xa có mặt trong buổi tiệc mừng lễ vũ quy trọng đài cho đoàn trẻ của chúng ta chiều hôm nay. Thưa quý vị, và đến giờ phút này thì ban tổ chức chúng tôi nhìn thấy rằng hôm trường của chúng ta giờ này cũng đã chật kín chỗ ngồi. Cô dâu chú rể cũng như là các vị đại diện cho gia đình hai họ đều có mặt đông đủ trên sân khấu tình yêu của chúng ta ngay lúc này. Và ngay trong lúc này thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay lời cho những người làm chương trình, xin được long trọng tuyên bố rằng buổi tiệc mừng lễ vũ quy cho đoàn trẻ Hờ Hân Nóc Buôn Giá Sánh Duyên cùng Izinia của chúng ta chiều hôm nay đến giờ phút này cũng xin được phép chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn đi cùng chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, đến giờ phút này thì để bày tỏ tình cảm lòng biết ơn xúc động nhất tới toàn thể chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay, đã dành những thời gian thật là quý báu của mình để đến chung vui cùng gia đình hai họ để cùng chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây là một vị đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý vị. Và sau đây chính là lời phát biểu đến từ bác Aylina. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác. À, xin đến đây có vẻ là thì gọi say mẹ anh mà anh ta lấy lâu hơn có lùm cung của chị chàng miệt và khoản tuôn ở muôn tay đang cả châu đang cả nạc rồi này trẻ cô có bị nghi kỳ ngành cảnh toa đền tục sẽ xị dài nào. Xin lưu câu ạch điểm nghi chắc lại đây ạch màu khỏe tiếp đón mơ phùng gặp người trẻ rồi này được từ bỏ sang vàng bỏ mà trẻ rẻ bị chương cây cục lạc ạc nhảy cây tòa cùng hả đệ này xin ạc màu mơ bên này tận nập di dàng trẻ ạc chàng mạng mơ ủng mộ nhu xoay phân bà ngay nàng phân phai xoay xe mây mơ này nập dính bên chọc rõ ngã màn cà gù đù bà quỳ khai bè rẻ bàm tê bì màu bà tùy bầu ứng tê tùy bầu màu phực giang chàng mạng lưu nục gặp nục dùi đã buồn dụ, đã phụ tụng, đã nộp đủng kiêng. Thế nào thì vui, thế nào thì ngại, thế nào mãi đầy. Xin nhớ, cây chàng mang cửa đi nhủ. Cú thân nâng ạc lò mong vớ, cây chàng mang chi chàng đầy phù lửa rưỡi này. Thái chứ mươi cái chi chàng đầy em kì cái tí xoài pra nó nào. Đâm màu cây dụ sát chạc xạ sạc. Đã xin nhớ, xin cân có lò mong cây lời bụi lè lưu lê. Thì lâu thì còn chứ cây bụi ạc mươi cái chi chàng đầy xoài pra nó nào. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành đến từ vị đại diện cho gia đình họ nhà gái của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, sau đây là một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng muốn có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý vị, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình họ nhà gái của chúng ta đã có sự đón tiếp rất là nồng nhiệt trong buổi tiệc mừng lễ vũ quy cho đôi trai tài gái sắc chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây chính là lời phát biểu đến từ chú ấy mô. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Trước hết tôi xin gửi lời chào thân ái tất hai họ nhà trai và nhà gái. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Trước nhất tôi xin cảm ơn quý vị đã bỏ trước thời giờ quý báu để tham dự tới buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Trước hết tôi xin cảm ơn quý vị, rồi cũng xin chúc hai chàng rể và cô dâu trăm năm hạnh phúc. Tôi cũng xin chúc quý vị ngày hôm nay được vui vẻ đến với gia đình chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc. Và tôi xin chúc quý vị một năm mới là được an khang thịnh vượng, là sức khỏe dồi dào. Ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn quý vị đã đến, không có gì quý hơn là đó là lòng tiếp khách với chúng tôi. Nếu có gì sai sót thì xin quý vị tha thứ. Chúng tôi xin cảm ơn. Hôm nay là vui vẻ với hai cháu, chúng tôi xin thật cảm ơn. Và chúng ta hãy cho gia đình hai họ một tràng pháo tay thật là lớn quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành, chứa chan tình cảm đến từ các vị đại diện cho gia đình hai họ. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay, đã dành những thời gian thật là quý báu của mình để đến chung vui cùng gia đình để cùng chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay trong lúc này thì xin mời chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía lề đài tình yêu này để cùng chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của đôi trai tài gái sắc chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị,
Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhau tiến tới tháp rượu hồng tình yêu để cùng nhau rót những chén rượu nghĩa rượu tình trong buổi tiệc mừng lễ phú quý trọng đại này. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa tập thể quý vị quan khách gần xa có mặt trong một tiệc mừng lễ phú quý trọng đại cho đôi trai tài gái sắc chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trải qua bao cuộc hẹn hò thật là lãng mạn, cùng bao lần giận hờn vô vơ, thì đến giờ phút này đôi trai tài gái sắc của chúng ta chính thức trở về bên nhau. Và ngay trong lúc này họ đang cùng nhau rót những chén rượu bia rượu tình. Vâng, rượu đào chứa nhấp giả cay, rượu tình chưa uống mà say suốt đời, cùng nhau rót chén rượu mừng. Dầu khai dầu nhạt xin đừng quên nhau, trong năm dầu bạc mãi đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu. Hôm nay mời em chén rượu dầu thề, hư duyên thiên lý cùng về bên nhau. Và thưa quý vị, để cùng hướng về cội nguồn, xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhau nâng những ly rượu hiếu của mình để dâng lên tới các bậc phù mẫu đôi bên ạ. Và đầu tiên xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng dâng lên bên họ nhà gái trước ạ. Xin mời ạ. Chúc lành cho đời cha mẹ của con, công an là như núi non dưỡng nuôi con. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ luôn khắc sâu trong trái tim của những người làm con. Như người đời thường có câu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng theo mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là phúc như ngày hôm nay ạ. Của chú trời cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người con. An vui cũng như đau buồn luôn đem tấm lòng mẹ cha. Ai có là bao chốn xa cho bằng mái nhà, mai con lớn lên rồi. Và thưa quý vị, cũng như người đời thường có câu rằng, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Xin mời cô dâu chú rể trở về làm vị trí ban đầu ạ. Vâng, cầm những ly rượu hướng mặt lại về phía nhau, tay đan chéo tay để cùng nhau uống ly rượu ra bơi. Và thưa quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nâng ly để cùng hô 1, 2, 3 rô thật to để cùng chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho con dâu chú rể chúng ta ngày hôm nay. Ly nào quý vị? 1, 2, 3, rô. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ xin mời con dâu chú rể lùi lại phía sau một chút xíu thôi ạ. Vâng, xin mời gia đình hai họ chúng ta xích lại gần nhau ạ. Xin mời gia đình hai họ xích lại gần nhau để cùng cộng ly, để cùng thể hiện tình cảm sâu sắc và bền chặt nhất cho mấy vui trọng đại chiều hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chúc bước đến mai sau thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Và kể từ giờ phút này thì gia đình hai họ chúng ta chính thức trở thành thông gia xuôi gia của nhau, bền chặt đầm sâu. Xin được cảm ơn gia đình hai họ rất là nhiều ạ. Xin mời gia đình hai họ chúng ta hãy cùng trở về với bàn tiệc của mình. Còn cô dâu chú rể thì chúng ta hãy nán lại ít phút trên sân khấu tình yêu này. Mặt trời say mê gọi núi, anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khá cao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng giọt sương ơi. Tình yêu tôi như dòng Krông Na tuôn trào, không bao giờ khô cằn, không khi nào
con sông dài, dương sông theo em tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi, dù mùa xuân có tan phai. Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi, anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao khát cao bầu trời. Bầu trời của anh, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng giọt sương ơi, tình yêu tôi như dòng Krông Na tuôn trào, không bao giờ khô cạn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài, dừng sông theo em đến nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi, mùa xuân có tan phai. Kênh gỡ bỏ o mi hết tầm cố tây bang tổ lê nus o nus bi tâm trí chờ chờ và nghe âm ca đẹp cỡ bờ nâng bộ đá lên kênh ta nghe cả xếp kí tờ man cao pra ri chào vô chung chi the ray per cao reng reng trời cao nguyên đêm sao lấp lánh soi mặt em thơ dạng người và thấp thoáng kia sáng nhà sàn rực sáng lung trong nắng chiều, ngọn lăng biếng ơi đã bao năm từng vượt ngàn phong ba bao giờ bấy lâu từng nguyện ước vươn xa trời cao nguyên đêm sao lấp lánh soi mặt em thơ dạng người và thấp thoáng kia dáng nhà sàn rực sáng thank you.
thân yêu ơi đêm nay ta cùng nắm tay nhau, và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu. Tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta, dần xóa tan bao muộn phiền, cho dòng suối mát hòa khúc ai đây nồng nàn. Ngọn gió hãy lắng tai nghe, rừng núi hướng về nơi đây. Trời cao nguyên đêm sao lấp lánh, soi mặt em thơ dạng người, và thấp thoáng ghi sang nhà sàn rực sáng lung linh. Ngàn phong xanh đi vô đã vui, đến như người con về đây, rộng vòng tay cùng hoa lời ca. Đàn chim cao nguyên nơi tung cánh, cho trời cao mây trong lá xanh, những cánh hoa xinh mimosa rực trong nắng chiều. Khi giang nhà sàn rực sáng lung linh, ngàn phong xanh vi vu đã vui, đón những người con về đây, rộng vòng tay cùng hoa lời ca. Tình an chờ mãi được thấy khóe môi em cười, từng giây phút đã quá xa rồi, giờ còn đâu hỡi em tháng ngày. Hạnh phúc trong anh này đi về đâu, tình yêu ấy người đã mang đi thật xa. Mình anh lặng lẽ ngồi hát khúc ca hôm nào, từng đêm trắng khao khát mong chờ được gần em với bao vui buồn. Nhưng sao giờ đây chỉ là những nhớ mong. Mùa đông đã xa rồi, bài hát cho em còn đây. Chiều trên phố vắng dài, anh nhớ môi hôn nóng say. Nhìn xa phía chân trời, chỉ còn lại là anh mong.
hôm nay người đã đi về nơi đâu, thầm mong chờ mãi được thấy khóe môi em cười. Từng giây phút đã khuất xa rồi, giờ còn đâu hỡi em tháng ngày. Hạnh phúc trong anh này đi về đâu? Tình yêu ấy người đã mang đi thật xa, mình anh lặng lẽ ngồi hát khúc ca hôm nào. Từng đêm trắng khao khát mong chờ được gần em với bao vui buồn, nhưng sao giờ đây chỉ là những nhớ mong. Mùa đông đã xa rồi, bài hát cho em còn đây. Chiều trên phố vắng dài, anh nhớ môi hôn nóng say. Nhìn xa phía chân trời, chỉ còn lại là anh mong. Hỡi em người có hay, anh vẫn yêu mình em. Mùa đông đã qua rồi, đừng xa anh em nhé. Mùa đông đã xa rồi, bài hát cho em còn đây. Để tiếp nối chương trình xin được chào đón giọng ca của Mị Na Ly. Và xin mời Mị Na Ly tiếp cận sân khấu của chúng ta để tiếp tục lên khuấy động cho chương trình ngày hôm nay cùng với ca khúc của mình. Và sau ca khúc của Mị Na Ly để liên tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là giọng ca của anh em Ma Minh đến từ Ea Kênh, chính là bác ruột của chú rể. Xin mời anh Ma Minh chuẩn bị ca khúc của mình để cùng nghe đến ca khúc tiếp theo. Và như ban tổ chức chúng tôi đã nói rằng chương trình vẫn còn rất là dài, chúng ta hãy cứ từ từ ngồi giao lưu rồi ai cũng sẽ đến lượt. Thưa quý vị, bây giờ
với nhau. Anh khóc vì em, tình yêu ta như ta, buồn khóc thì đẹp rồi. Vì sao thế? Em làm gì có lỗi? Em rất buồn, em nào có lỗi với anh? Có bao giờ anh dành tất cả vì em? Vì lúc đó em đã rời xa. Đắng nuốt cay, anh lại qua tay để em bước đi quên cả lối tình. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng đã mê đau ba. Em và anh bây giờ như thực đã quên. Em và anh bây giờ hai đứa hai đứa. Làm gì vì tình yêu không còn là tương lai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Qua ngày mai trên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhìn nhưng ta không đến được với nhau. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều đến được với nhau. Vâng ạ, là một ca khúc sôi động về với âm trường của chúng ta ngày hôm nay qua giọng ca chuyên cảm tuyệt vời đến từ Bình Nali đã khuấy động cho âm trường chúng ta ngày hôm nay thay cho những lời chúc phúc tốt đẹp nhất gửi tới đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị và như ban tổ chức chúng tôi đã nói rằng có những ca khúc thật là sôi động như vậy thì rất cần những vị thần yêu nhạc của chúng ta để cùng khuấy động cho âm trường chúng ta ngày hôm nay cùng với những vũ điệu của mình ạ. Và để tiếp nối chương trình xin được chào đón giọng ca của anh em Ba Minh đến từ Ea Kênh. Vâng, xin mời anh Ba Minh đến từ Ea Kênh Cromac thân thương, chính là bác ruột của chú rể. Xin mời anh tiếp cận sân khấu của chúng ta để cùng giao lưu với chương trình cùng với ca khúc của mình. Và sau ca khúc của anh và mình sẽ là giọng ca của Mỹ Nương, Mỹ Mương. Xin mời Mỹ Mương chuẩn bị ca khúc của mình ạ. Xin lách gặp tuyệt đây là những màn này phong là miệt hòa này đến mạc và tốn ác này có mùi số bài. Thank you.
cài mái tóc, một ca khúc rất là nhịp nhàng đến từ dòng ca của anh Ba Minh, đến từ E Kênh. Thật sự xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình, xin được chào đón dòng ca của Bình Mương. Xin mời Bình Mương tiếp cận sân khấu của chúng ta để giao lưu với chương trình cùng với ca khúc của mình. Và như ban tổ chức, theo quan sát của ban tổ chức chúng tôi thì hôn trường của chúng ta vẫn rất là trầm, thưa quý vị, rất ít những tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho gia đình cũng như là cảm ơn mỗi khi ca sĩ chúng ta tiếp cận sân khấu, gửi đến ca khúc của mình để đem đến nhiều không khí thật là rộn ràng nhất cho hôn trường chúng ta ngày hôm nay. Và sau ca khúc của Bình Mương sẽ là dòng ca của bạn Yves. Xin mời Yves chuẩn bị ca khúc của mình để cùng gửi đến ca khúc tiếp theo ạ. Oh,
Sau đó sắp lên bìm đi lại chạc mà mẹ và mẹ mẹ mua mai hổ mô là sắp rộn tại mũi cùng cung chị chạc rầy 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 cả lại mũi nhớ hấp ác mô bộ mũi mô bộ của tuần này mô tụ bộ bạc cái ngàn cái mô mẹ hấp ác hổ à không có chị chạc rầy sẵn là bạc ngàn sắp lên tới mà vâng bọn chàng pháo tay thuất là lớn nữa các vị ơi. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều và để tiếp nối chương trình xin được chào đón dòng ca của bạn Yvette. Xin mời Yvette tiếp cận sân khấu của chúng ta để giao lưu với chương trình cùng với ca khúc tự chọn của mình. Và không biết Yvette đang ngồi vị trí nào trong hội trường của chúng ta ngày lúc này, một lần nữa xin mời. Và sau ca khúc của Yvette sẽ là dòng ca của Hờ Duyên. Vâng, Hờ Duyên đến từ Hòa Sơn. Xin mời Hờ Duyên chuẩn bị ca khúc của mình và chương trình vẫn còn rất là dài. Chúng ta hãy cứ từ từ ngồi giao lưu vào ban tổ chức và căn cứ theo thứ tự ghi danh của chúng ta để giới thiệu lên ạ. Rồi rất là nhiều thưa quý vị và các bạn tổ chức chúng tôi đã nói rằng từ đầu chương trình cho đến giờ phút này rất nhiều ca khúc sôi động, tuy rằng thì hôn trường của chúng ta vẫn còn rất là trầm lặng đúng không quý vị. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn Yvette và để tiếp nối chương trình xin được chào đón dòng ca của Hờ Duyên.
đến từ Hòa Sơn thân thương. Xin mời Hậu Duyên tiếp cận sân khấu của chúng ta, giao lưu với chương trình cùng với ca khúc của bài nhạc. Vâng, Hậu Duyên đang ngồi vị trí nào? Khi đến tên của chúng ta thì rất mong rằng chúng ta hãy nhanh chân tiếp cận sân khấu. Vâng, và ngay trong lúc này thì ban tổ chức đã nhìn thấy bạn Hờ Duyên trên đường tiếp cận sân khấu. Sau ca khúc của Hờ Duyên sẽ là dòng ca của Ba Hảo theo danh sách đăng ký của chúng ta. Xin mời Ba Hảo chuẩn bị ca khúc của mình để cùng gửi đến ca khúc tiếp theo ạ. Xin hợp ba hoàn toàn chỗ đây có trong một số rô hợp ba bên anh mới đi nhu hoặc lại khắp nông lan là lên là chúng ta xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng anh hạnh phúc biết bao. Thời gian minh chứng tình ta thêm ngọt ngào. Dù đôi khi ta hay giận hơn vu vơ, tình yêu nhiều lúc chẳng như mơ. Mình cùng nhau viết chuyện yêu đến bây giờ. Qua bao gian nan tình ta thêm vững vàng, sẽ chia cảm thông vượt qua cơn bão lòng. Rồi ngày hôm nay tình mình cùng lật sang trang mới, và giờ ta đã về một nhà, không còn là giấc mơ ngày qua. Lòng vui hạnh phúc với món quà tình yêu tạo hóa trao tặng ta. Dù cho mai sau đi nơi đâu, đôi mình vẫn cứ bên cạnh nhau. Tình yêu vẫn thế như phút đầu, cùng nhau gìn giữ những lời trao, nguyện mãi bên nhau. Nói lòng anh hạnh phúc biết bao, thời gian minh chứng tình ta thêm ngọt ngào. Dù đôi khi ta hay giận hơn vu vơ, tình yêu nhiều lúc chẳng như mơ. Mình cùng nhau viết chuyện yêu đến bây giờ. Qua bao gian nan tình ta thêm vững vàng, sẽ chia cảm thông vượt qua cơn bão lòng. Rồi ngày hôm nay tình mình cùng lật sang trang mới, và giờ ta đã về một nhà, không còn là giấc mơ ngày qua. Lòng vui hạnh phúc với món quà tình yêu tạo hóa trao tặng ta. Dù cho mai sau đi nơi đâu, mình vẫn cứ bên cạnh nhau. Tình yêu vẫn thế như phút đầu, cùng nhau gìn giữ những lời trao, nguyện mãi bên nhau. Thật tuyệt vời thay, mình tay trong tay cùng dìu nhau về nơi hạnh phúc ấy. Và giờ ta đã về một nhà, không còn là giấc mơ ngày qua. Lòng vui hạnh phúc với món quà tình yêu tạo hóa trao tặng ta. Dù cho mai sau